Cái lưỡi. Tôi là cái lưỡi giúp bạn hằng ngày nếm vị thức ăn, nào chua, nào ngọt. Những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chờ một tí, không thì đau tôi. Sau đây bé tự đọc lại bài thơ này nha. Lại bài thơ này lần nữa nha bé. Cái lưỡi. Tôi là cái lưỡi giúp bạn hằng ngày nếm vị thức ăn, nào chua, nào ngọt. Những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chờ một tí, không thì đau tôi. Cánh hoa nở. Năm ngón tay đẹp như năm cánh hoa, mười ngón tay đẹp như mười cánh hoa. Bé không nghịch bẩn, tay bé trắng hồng như cánh hoa nở trong vườn